dắt em về chơi với lại ra mắt nhà ảnh. Thì thật ra thì anh nói là em là người đầu tiên anh anh đưa về ra mắt. Mà em á thì sợ kiểu giống như ở ngoài Hà Nội thì gia đình thường thường á em thấy kiểu gia phong lễ giáo đó. Đúng rồi. Bắt buộc là mình phải kín đáo, mình phải công dung ngôn hạnh, mình phải kính trẻ. Nói chung là kiểu cũng sợ. Nem ngư cả cơm tươi, nấu đậm đà, chấm thơm ngon. Chào chị Hồng Vân. Chào anh Quốc Thuận ạ. Chào em, dạ, bữa nay anh mới được gặp em ở ngoài đời này. Dạ, cảm ơn. Đây là một diễn viên mà anh cũng rất là ngưỡng mộ khi mà xem phim em đóng. Rồi, xin chào mừng hai em đến với chương trình Vợ Chồng Son. Em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận. Em xin tự giới thiệu, em tên là Hoàng Mỹ Linh. Năm nay em 26 tuổi. Trời ơi, anh Giang 2 tuổi thôi Linh hả? Dạ. Mà không sao, nhìn em coi như là 26 tuổi vẫn tin. 26 tuổi là tuổi khi mà hai vợ chồng mới lấy nhau hay là chắc là em phải nhớ mãi thế. Linh ơi, bây giờ công việc của Linh là gì? Dạ, hiện tại thì em làm về phun xăm thẩm mỹ anh. Rồi, tới em. Dạ, em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Linh Sơn. Năm nay em 34 tuổi ạ. Hiện nay là em là một diễn viên và cũng là một huấn luyện viên sức khỏe. Gần đây anh ít xem Linh Sơn đóng phim. Vậy thì anh cũng muốn biết là những dự án sắp tới của em là gì ạ? Dạ, hiện nay thì em đang tập trung vào mảng sức khỏe. Em muốn xây dựng một cộng đồng mọi người sống khỏe và lành mạnh. Sơn ơi, em có thể giúp cho anh bí quyết để làm sao cho cái dòng hai của anh nó teo lại được không Sơn? Anh thì đúng của em. Để đòi của em nha. Vâng. Ok, em đã giúp được rất là nhiều người rồi. Em đừng cứ dơ ra nữa, em đóng lại đi. Rồi khi nào em về đội của Sơn một thời gian đi, rồi em mạnh dạn em khoe ra. Nhìn cũng được mà. Đó. Bây giờ kể cho anh nghe coi, cái cơ duyên nào mà hai bạn gặp nhau và lần đầu tiên em ấn tượng gì về chàng trai Linh Sơn này? Thì tụi em quen nhau cũng rất là tình cờ. Tụi em quen nhau là qua ứng dụng hẹn hò anh. Hồi đó là em là đang độc thân, em chưa có quen ai hết. Xong rồi hôm đó thì tình cờ là một nhỏ bạn thân, bạn gái của em qua nhà chơi. Thì em mới thấy nó ngồi, nó mở điện thoại ra, xong rồi nó lướt. Mà em nhìn vô em thấy, ủa sao toàn trai đẹp không vậy? Xong rồi nó mới kêu là tao chỉ được nhìn thôi chứ tao không có được ăn mày ơi. Tại vì lúc đó là nó đang có bạn trai rồi. Em mới kêu là dạ thì cài cho tao đi. Chứ em thật ra là em không có biết mấy cái đó, em không có rành về mấy cái kiểu công nghệ thông tin các thứ cho lắm. Xong rồi thế là bạn em mới cài cho em. Xong rồi lúc mà em coi thì em lướt, thì người đầu tiên là em thấy là anh Sơn. Đúng người đầu tiên luôn. Nhưng mà lúc đó em không có biết anh là diễn viên. Em bảo là ủa sao ai nhìn quen. Thì mình nhìn cái gương mặt mình cảm thấy là quen, giống như gặp ở đâu rồi á. Em kêu là ủa sao nhìn thấy quen. Cái thôi em thả tim thử thì tự nhiên thấy anh trả lời. Chắc đang chờ. Lúc mà Sơn nhận được cái tim đó thì là lúc đó Sơn sao? Wow. Tại vì em thấy là ôi sao cô bé này nhìn trông rất là dễ thương. Thực ra thì những cái ứng dụng hẹn hò hay là mạng xã hội thì nó cũng là một kênh để mà mọi người ta có thể kết nối với nhau trong cái xã hội mà bận rộn như bây giờ. Thì sau đó thì bọn em hẹn gặp nhau và cái buổi đầu tiên thì em rất là ấn tượng với cả Linh. Vâng. À vậy đó là hả? Một cô gái rất là dễ thương, giống như là em gặp cảm giác lúc đó là Linh tỏa sáng bừng góc phố vậy. Đúng ngu rồi đó. Đúng ngu. Anh hỏi nè. Dạ. Mỗi ngày em nhận được nhiều trái tim không? Đến bây giờ lấy vợ chắc là quên hết chuyện cũ rồi ạ. Em gặp nhau là gặp ở đâu? Ở Sài Gòn. Dạ, ở Sài Gòn. Hôm đó là cũng nói chuyện, xong em thấy cũng nói chuyện cũng dễ thương, cũng hợp. Xong anh mới hẹn nhau là đi ngày mai đi ăn tối. Thì là ngay ngày hôm sau thì tụi em hẹn hò luôn, gặp nhau. Dạ. Nhưng mà lần đầu tiên em gặp anh ở ngoài đời á, là em đã nhận ra liền ảnh là diễn viên Sơn. Dạ không, em không nhận ra, em chỉ thấy là chưa. Nhưng mà em ấn tượng nhất ở Sơn là điều gì? Lúc mà em gặp anh ở ngoài lần đầu tiên á, là em ấn tượng là em vừa mới bước ra khỏi cửa thì em thấy hả, đứng xa xa á có người đi cái xe cào cào á, cao thiệt là cao, nhìn lạ lắm, cao, xong rồi mặc đồ thể thao, cái đứng thấy em quay ra cười một cái, trời, em nói tỏa sáng. Nhưng mà về sau này mới thú nhận với em, kêu là ban đầu là coi hình em ở trên mạng á là thấy đẹp, nhưng mà thấy nghi nghi. Em bảo ủa nghi là nghi gì? Kêu là em sao chồng thấy chân dài quá, mình kêu không là... biết là con trai hay con gái. Thấy em cao rồi, dáng cao rồi, vậy đẹp cao quá là sợ. Kêu có khi nào có khi nào là người chuyển giới không? Cái đến hồi gặp ở ngoài thì mới xác nhận là không phải. Em là người miền Nam. Em là thích Đài Bắc không? Thật ra thì em trước khi mà em quen anh Sơn á thì em cũng có
có quen một người là người trai bắt rồi. Em cảm giác là trai bắt thì hơi nói chuyện hơi kiểu cách, xong rồi lúc mà em nói chuyện với ảnh á, lúc mình nói qua tin nhắn thôi á, thì em thấy ủa sao nó ngọt ngọt nghi nghi. Xong rồi nghi nghi em mới hỏi, em mới kêu là ủa anh có phải người cha Bắc không, cha Hà Nội không? Xong hỏi là ủa sao em có kinh nghiệm hay sao mà em hỏi anh vậy. Cái em kêu thì em thấy giống vậy đó. Cái xong rồi qua ngày hôm sau thì ông biết là em không có vẻ là không thích cha Bắc rồi. Cái xong qua ngày hôm sau, cái lần đầu tiên mà gặp nhau á thì anh nói giọng nam nha, nói giọng nam rặt luôn, không phải là theo kiểu là giả giả đâu. Thì là do anh là diễn viên mà anh học diễn xuất, anh có học về cách nói giọng nam chắc để vô vai hay sao đó. Thì là ngày đầu tiên là anh, lúc mà gặp em đầu tiên là anh nói giọng nam rặt luôn, lấy ấn tượng luôn nha. Xong rồi nói thử đi Sơn, mày chuyển nói tiếng nam đi Sơn. Dạ em sợ. Quỷ sứ rồi. Hôm gặp đầu tiên thì là tụi em đi ăn, xong rồi anh mới hỏi em là em thích ăn cái gì. Cái anh mới kêu là hay là để anh dẫn em qua cái khu người Bắc bên này, nó có mấy món ngon lắm. Thì tự nhiên qua tới khu đó cái ông chuyển giọng Bắc rồi. Ông nói Bắc luôn. Dạ. Tự nhiên cái nói giọng Bắc, cái xong em hết hồn luôn. Thấy ban đầu kiểu mình đã ấn tượng rồi anh. Sau cái lần đó là bao lâu tụi em chính thức yêu nhau? Sau cái buổi hẹn đầu tiên đó. Yêu bao liền không? Hay là phải mấy tháng sau hay là mấy ngày sau? Dạ không, chắc là cỡ một tuần thôi. Nói nghe nè, ảnh có đưa em về nhà nếu ngoài Bắc nhưng mà ra mắt gia đình. Dạ có. Dạ thì tụi em quen nhau được tầm chắc 4 tháng hay sao đó, thì là anh dắt em về Hà Nội, nhà anh là ở Hà Nội mà, dắt em về chơi với lại ra mắt nhà anh. Thì thật ra thì anh nói là em là người đầu tiên anh dạ đúng rồi, dạ đúng rồi, anh đưa về ra mắt. Mà em thì sợ kiểu giống như ở ngoài Hà Nội thì gia đình thường thường em thấy kiểu gia phong lễ giáo đó. Dạ đúng rồi, đúng cho rồi, bắt buộc là mình phải kính đáo, mình phải công dung ngôn hạnh, mình dạ, phải kính dạ, trẻ, nói chung là kiểu cũng sợ. Hồi đó là em làm về thời trang thì em rất là thích thời trang luôn, mà em ăn mặc kiểu giống như là em ăn mặc kiểu cũng hở kiểu dạng dạy hay là rách rách quần rách đồ đó. Xong rồi lúc mà em về á là em cũng đã ráng em lựa sao đồ em là nó cũng phải kính đáo, kính đáo nhất có thể, nhưng mà tại vì đồ em cái nào nó cũng phải hơi kiểu cách tí xíu. Thì đợt đó em còn để tóc màu bạch kim nữa, tóc trắng á, tóc màu bạch kim, tóc trắng nữa. Thế xong về xong rồi lúc đó mẹ chồng cũng bị ấn tượng, kêu là gặp em là giật mình luôn, tại mình luôn. Tại vì anh Sơn chưa có dắt ai vào nhà ra mắt hết. Thì nhưng mà mẹ anh Sơn thì cứ nghĩ là gu bạn gái của anh Sơn là theo kiểu mà nhìn thùy mị hiền hiền rồi. Lúc đó em cá tính quá, nhìn em cá tính quá, xong rồi chắc 10 người gặp em thì nghĩ em là chắc là dân chơi á, kiểu đẹp dạ, dạ đúng rồi, tại vì từ cái phong cách ăn mặc cho tới cái ngoại hình á thì đều nghĩ vậy. Nhưng mà nhà Sơn là có phong kiến không, tức là ba mẹ dạ, có đòi dạ không ạ? Nhà em nói chung là cũng khá là thoải mái, nhưng mà thực ra thì với Linh thì phong cách ăn mặc của Linh cũng rất là cá tính, nhìn ở ngoài thì trông ăn chơi phết đấy, ta thì rất là ngoan hiền, cũng chỉ là cái sở thích ăn mặc, cái gu ăn mặc của mình thôi, cũng không có gì hết. Nhưng mà sau lần đó thì ba mẹ của Sơn dạ có ý kiến gì không? Dạ có nói cái cảm giác, cái ấn tượng gì? Cái lần đầu tiên thì khi mà mẹ em gặp Linh thì mẹ em bảo với em là sao con lại quen Linh, tại sao lại là cũng hơi hốt hoảng đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà ở một vài ngày thì cái tính cách của Linh bắt đầu bộc lộ ra, cũng rất là ngoan này, rồi quan tâm mọi người, nấu ăn Linh nấu ăn rất là ngon. Và đó là một trong những cái ưu điểm của Linh mà em rất là thích. Lúc mà em về thì em cũng kiểu giống như em cũng hồi hộp chứ, em cũng hỏi anh Sơn, em hỏi là ủa anh ơi, rồi về mẹ có nói gì em không? Anh Sơn anh cũng nói thật với em, anh kêu là thì mẹ chỉ có nói một câu như thế này nè, Linh có vẻ thích khoe thịt nhỉ. Rồi em nghe xong em đứng hình luôn. Về sau này thì cũng mẹ cũng vô Sài Gòn chơi mấy lần này, cũng gặp em thì cũng hiểu tính hơn. Nhưng mà dạ, bao nhiêu lâu thì em biết Sơn là diễn viên? Dạ chắc sau đó cũng không bao lâu đâu. Là em biết anh là diễn viên. Cái lúc mà em quen với Linh á thì là em có công khai với báo giới không? Công khai với đồng nghiệp đúng không? Dạ, thực ra thì cuộc sống của em thì cái công việc diễn viên là cái niềm đam mê của mình, nhưng mà cuộc sống riêng, cuộc sống cá nhân của em lại sống rất là khép kín. Vâng, nên là em Linh quen nhau thì nói chung là cuộc sống chỉ là cuộc sống của hai đứa với nhau thôi, cũng không có công khai gì cả. Rồi đến khi mà lấy vợ thì lúc đó thì mọi người mới biết ạ. Vâng. Chắc Linh hơi bất ngờ đúng không? Dạ, vâng. Vậy tụi em cưới nhau làm được 2 năm. Dạ đúng rồi. Dạ, 2 năm. Thì trước đó là quen yêu nhau mấy năm? Yêu nhau là 1 năm. Vâng. Yêu nhau là 1 năm. Rồi bây giờ là tới cái phần thứ nhì nè, đã về sống với nhau thì là thật xấu có lòi ra không? Chồng em thì em thấy cũng là hiếm á, một trong những người đàn ông hàng hiếm á. Dạ đúng rồi. Chồng em thì ở nhà thì
rất là chăm lo gia đình còn hơn em nữa. Khi nào mà em mệt quá hay sao là làm đó, hết lặt đề đó. Câu hỏi đây là tính cái đỉnh thốt ta đang hỏi tật xấu đó, cứ khen tật xấu không có kể tật mà tốt rồi. Giờ tật xấu á, tật xấu làm em khó chịu á. Em chưa vừa ý, em chưa vừa ý ẩm á, chưa vừa ý cho em nghĩ chắc là cũng ví dụ như có bề bộn không, không gia trưởng không, con trai Bắc là thường hay gia trưởng. Dạ không, nếu mình nếu mà gia trưởng thì chắc là em với anh là không có đến được với nhau rồi đó. Anh chỉ hơi cầm ràm thôi chứ. Cầm ràm. Hơi cầm ràm em thôi. Tại sao lại cầm ràm em? Tại sao lại cầm ràm? Ừ đó. Tại sao? Tại vì tập xấu của em. Rồi chúng ta thôi. Ông có mê cái gì hơn em không? Ví dụ đàn ông có nhiều người mê game hơn mê vợ nè. Khi mê tạ. Mê đá banh hơn mê vợ. Không nè. Em thì em thấy chồng em là quá đam mê về thể thao rồi kiểu vận động từ ngày xưa đến giờ rồi, anh rất là đam mê về thể thao luôn. Mà xong từ khi cưới vợ rồi á, cái gì cũng cứ kéo vợ theo, mà nhiều khi coi em giống như là đàn ông vậy á, kiểu giống như là cứ kéo em theo á. Nhưng mà có những lúc kiểu mình thoải mái thì mình theo được, nhưng mà có những lúc kiểu mình mệt, mình đi làm về mình mệt hay là sao đó, cứ bảo vợ ra chạy 5-10 cây đi chơi trời, đi làm rồi tới chiều mệt mà đi kẹt xe các thứ nhà mà đúng rồi cái tật xấu. Bây giờ nè, anh ấy có lãng mạn không? Em nghĩ là chồng em không có lãng mạn đâu. Vậy dạ. Trời ơi, nhiều khi cũng muốn giận lắm á chứ. Nhưng mà kiểu giống như em nói chứ, em kêu là cái tính của em á thì em rất là thực tế. Em giống như nhiều khi ví dụ những ngày lễ ngày gì á mà kêu em thấy người ta tặng những cái bó hoa to liệt to mắc tiền đồ á, em nói với chồng em kêu là trời ơi, vợ không thích tặng hoa vậy đâu, tặng vậy tốn tiền, một cái bó vậy mấy triệu vậy đó, thôi nếu mà ông tặng vậy thôi thà là đưa tiền mình lấy mình đi mua cái gì mình mua kiểu dạng vậy, thích vậy. Cái ông nghe vậy thì ông nghĩ vậy thiệt chị, cái xong đến ví dụ như ngày 8/3 đi không có thấy tặng gì hết trơn hết, xong rồi bảo chứ nhưng mà tại vợ nói vợ không thích hoa. Em kêu chứ người ta nói không thích thì người ta nói không thích, nhưng mà ví dụ như chồng chỉ cần tặng cho vợ một bông hoa thôi vợ cũng thấy thích, vợ cũng thấy kiểu giống như quan trọng là tấm lòng kiểu như vậy. Đi ra mua đúng một bông thì anh trời ơi dễ sợ luôn. Mà mỗi lần vợ giận á thì có xin lỗi hay là có hành động gì để mà cho vợ hết giận không? À em giận nhưng mà kiểu giống như nhiều khi á, giống như mình giận xong rồi ông cũng ra ông xin lỗi, nhưng mà lúc đó mình đang bực á chị, mình đang bực cái mình cứ thôi đi ra đi, không ấy kiểu không ấy gì hết, đi mất tiêu luôn. Trời ơi, em tức dễ sợ. Thà quá mà có sao nói dạ, đúng rồi. Ông không xin lỗi gì vậy sao mà hết giận? Thì em á, cái tính của em thì em không có giận lâu được. Em không có giận lâu được, em rất là nhanh là mệt luôn. Em không có để bầu tối nằm, hai vợ chồng nằm xong tự nhiên ông thì kiểu cũng không làm hề với em. Nằm quay qua thì bình thường á là hai vợ chồng là ngủ là cứ phải ghét ôm á thì mới ngủ được, kiểu dạng vậy. Cái đến khi mà giận nhau á thì là mỗi đứa quay qua mỗi bên vậy. Dạ đúng rồi. Xong em nằm hoài, em nằm không ngủ được, em nằm hoài, em kêu sao không quay qua ôm mình hay làm hề mình tức ghê, xong kêu đã thế hả, giận cho đến sáng luôn, kiểu dạng vậy, giận qua tới ngày mai luôn. Cái tới nửa đêm quay qua thấy ủa sao tự nhiên chồng mình đẹp trai vậy, ủa sao tự nhiên chồng mình đẹp trai vậy, không nghĩ chồng mình đẹp trai vậy luôn á. Cái thôi quay qua ôm cái vậy hết giận luôn. cái quay qua ôm cái thôi hết giận quay luôn. Dạ, nghĩa là tự bà giận xong rồi tự bà cứ ngưỡng như cái đàn ra cái tự bà hết giận. Dạ. Bây giờ phải hỏi qua Sơn đi, nãy giờ người ta bị ăn hiếp quá. Bây giờ giờ đó kìa, đó bây giờ tấn công đó, ra tay nè, tay ra cám này, đó cơ hội để cho em phản kèo đó Sơn. Thực ra thì thôi mình không nói điểm tốt nữa nhỉ. Vợ ơi là rất là bừa bộn. Vợ ơi là rất là bừa bộn. Cho nên là cầm ràng. Đúng rồi. Thực ra thì tính của em thì trước kia khi mình còn nhỏ thì mình cũng chưa có cái cuộc sống sắp xếp làm sao cho nó gọn gàng sạch sẽ. Nhưng mà khi mà mình lớn lên dần rồi từ Hà Nội chuyển vào Sài Gòn thì mình bắt đầu ở một mình trong một cái không gian mới, thì em lại bắt đầu có tính là em thích sắp xếp nhà cửa cho nó gọn gàng. Thì cuộc sống mình cảm giác nó ngăn nắp hơn. Và từ đó thì đến khi lấy vợ thì em cũng mang theo tính cách đấy vào và cùng với vợ thì vợ thì lại khá là bừa bộn. Đó là còn em thì kể là em để cái gì ở đâu là chắc chắn em biết là em để ở đâu. Đó thì nhiều khi thì hai vợ chồng không có thống nhất được mà cái tính đấy thì em hay em cầm làm thôi đúng không? Làm cảnh sát trưởng đấy ạ. Đó bừa bộn. Rồi lại việc mà tập luyện thể thao ấy thì không có chịu. Đúng rồi. Không có chịu giữ sức khỏe. Lười tập thể thao thể dục. Cũng không hẳn là quá lười, nhưng mà cũng lười ở một cái mức độ mà cần phải có người là đẩy đi thì mới đi được. Đó, cho nên là em buộc lòng phải áp đặt cái đam mê của em cho vợ để giữ gìn sức khỏe cho vợ đúng không? Vâng, chị đang biện hộ cho em đó. Vâng, hai cái xấu của em là đã được biện hộ rồi đó. Bây giờ nè, anh hỏi nè, cô ấy là người làm về thời trang
Dạ. Vậy thì có bắt em phải ăn mặc thời trang theo cái gu của cổ không? Có áp có thôi. Sao là gu của mình và gu của người khác không phải đâu chị, nhưng mà kiểu như là em thì là một người rất là thích về thời trang, thì em là hay thích ăn mặc kiểu cách kiểu này kiểu kia, nhưng mà ngược lại anh thì là một người quá đơn giản luôn. Nhiều khi cái tủ quần áo của anh nguyên một loạt áo thun màu đen, nguyên một loạt áo thun màu xám, vậy thôi, mặc đi mặc loại rồi. Cái xong nhiều khi ra đường á em kêu chứ trời ơi, mặc ra đường vậy chắc người ta tưởng chắc quanh năm suốt tháng có bộ đồ mặc hoài á. Em cũng nói, em cũng chỉnh, em kêu là xong mặc áo sơ mi này kia cho đẹp. Kêu thôi chồng nhiều mồ hôi lắm, chồng không thích mặc đâu, thích mặc áo thun vậy thôi à. Em thấy là hai vợ chồng giống như là hai cái mảnh ghép. Cái người này thiếu cái này thì người kia lại bù đắp lại. Rồi sẵn đây em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Điều đầu tiên ấy là phải uống nhiều nước vào. Một ngày là uống rất là ít nước. Đấy, chuyên gia về sức khỏe. Chuyên gia về sức khỏe. Uống nhiều nước rồi. Uống nhiều nước, ok. Vợ nên dành thời gian tập luyện thể dục đều đặn trong một tuần. Có thể là không nhiều lắm, nhưng mà mình giữ một cái thói quen đó thì nó sẽ làm cái cuộc sống rất là lành mạnh. Tại vì hai vợ chồng luôn luôn muốn là sống với nhau đúng không? Luôn luôn khỏe mạnh đến cuối đời cơ mà. Luôn luôn khỏe mạnh đến cuối đời cơ mà. Bây giờ chồng cũng khỏe mãi rồi, đến cuối đời mà lại không còn khỏe nữa thì lúc đấy làm sao mà vợ chồng mình có thể nắm tay nhau đi khắp thời gian được. Hay hay. Rồi, bây giờ tới em. Nói chung là chồng em thì có một cái tính em không biết là gọi là ưu điểm hay khuyết điểm nữa, nhưng mà tính rất là thật thà, rất là tin người luôn chị. Nhiều khi cái lòng tốt của anh á mà anh không có nhận ra bị người khác lợi dụng, tức là đặt nhiều khi đặt không đúng chỗ thì mình sẽ giống như mình bị lợi dụng. Đúng rồi, tức là muốn đang sáng suốt hơn. Đó là cái điều em mong muốn, là anh phải tỉnh táo hơn với lại việc đó, đúng không? Với lại phải suy nghĩ cho gia đình nhiều hơn, tại vì nhiều khi anh lại kiểu giúp đỡ nhưng mà lại giúp người ngoài nhiều quá, nhưng mà kiểu nhiều khi quên đi cái gọi là giống như tại đây nè, kế cận cũng đang cần, đúng không? Dạ đúng rồi, em là em muốn ví dụ như lo tốt cho gia đình đi đã, rồi mình hẳn lo cho bên ngoài. Đúng đó Sơn. Nhưng mà các em bây giờ đã có em bé chưa? Dạ tụi em chưa ạ. Chưa đúng không? Tại vì sau này còn có em bé nữa. Dạ. Rất là nhiều thứ phải lo. Dạ. Giờ chị thấy về nè, cái mong muốn của Sơn đối với em cũng hoàn toàn chính xác luôn. Dạ. Chắc chị cũng phải nghe lời, uống nước nhiều nè, chịu khó tập thể dục thể thao. Dạ. Đó là chị nghe lời em chuyên gia về sức khỏe luôn nha. Dạ. Sơn nha. Rồi nhưng cái việc của vợ em góp ý em chị thấy hoàn toàn chính xác. Dạ. Thực sự mà nói hoàn toàn chính xác luôn đó Sơn. Nghe lời vợ thực sự. Cảm ơn bạn đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Em tên Phạm Hiệu Quỳnh Như, năm nay có 25 tuổi, làm nghề spa. Nào bây giờ mình chào nhau cái nào? Chào chị Vân, chào anh Quốc Tuấn. Mình con là em tên là Dũng. Dũng. Wow, Dũng là tên Việt Nam. Tên tiếng Anh là Josh. 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 Yeah. Josh. Em đến từ đâu? American hay là Em là người Úc. Úc. Australia. Em bao nhiêu tuổi? 29 tuổi. 29 tuổi, em làm nghề gì? Em là kỹ sư. Kỹ sư về? Kỹ sư. Về điện, về nước hay là về IT hay là về gì? Construction. Kỹ sư xây dựng. Xây dựng. Yeah, kỹ sư xây dựng. Cái làn da này của em á, là làn da là trước giờ hay là làn da nó có nhuộm rồi? À, làn da trước đó là của em nó cũng màu, nó cũng nâu nhưng mà nó không có đậm màu như vậy. Sau khi mà có chồng á, với lại bên Tây người ta thích da nâu, dưỡng nâu thêm cho nó đậm lên thêm. Thế mình làm spa mà bây giờ da muốn trắng hay là muốn nâu hay là muốn gì là do mình hết, đúng không? Dạ, nhưng mà ở bên bển thì thấy đẹp, còn ở bên đây lúc trước cũng có nhiều người nói trời sao cái anh này ảnh đẹp trai, ảnh trắng gì mà ảnh có cô vợ này đen mà xấu kiểu vậy. Vợ của em á quá trời đẹp, đúng không? Đẹp. Very very beautiful. Đẹp quá. Quá đẹp. Em có thích cái làn da nâu của vợ em không? Do you like skin? Yeah. Yeah, đẹp. Dạ, đẹp. Yeah, đẹp đúng không? Đẹp. Nhưng mà cái lúc mà lần đầu tiên em gặp Như á là Như chưa có cái làn da nâu nhiều như vậy. When I don't really mind about your skin color. It doesn't bother me. So if her skin was brown or white, it doesn't matter. It matters about how she is as a person. Giống như là lần đầu gặp con thì cái da cũng nâu nhưng mà ảnh không có quan trọng về cô gái là cái làn da, chỉ là cái inside là ở trong cái tính tình tâm hồn, đúng không? Bây giờ nè, anh rất muốn nghe cái câu chuyện tình yêu của các em. Lần đầu tiên hai em gặp nhau ở đâu? Em ấn tượng gì ở Dũng và Dũng cũng ấn tượng gì ở Như? À, lần đầu tiên con gặp, con xin kêu cô đi cho nó quen. Tại vì cô Dân cũng chắc ở tuổi mẹ con. Mẹ con nhiêu rồi? Mẹ con 54, 55 á. Dạ, về xem luôn á. Gặp cái anh này là bữa đó là con nghe trăng cái ngày sinh nhật của con. Đêm đó là con đi chơi, đi trong một cái quán bar, đi cùng đám bạn sinh nhật. Anh này anh đi
chung với một anh kia nhưng mà không quen biết gì nhau hết, chỉ là đứng gần bàn thôi. Thì lúc đó từ xa là thấy anh này cũng có để anh nhìn thôi, cũng nhìn anh là thấy ảnh hiền quá. Sau đó cũng vô tình là cái chị mà đi chung bàn của con á quen với cái anh bạn của anh này, cho nên hai người mới đi qua trò chuyện. Trong nhóm đó thì không ai biết tiếng Anh nhiều, chỉ có mình con biết tiếng Anh thôi, cho nên mới tiếp chuyện như này, mới nói chuyện như này thì uống rồi say xỉn, sau đó rồi đi về. Mà anh ấy về không có cái liên lạc gì hết luôn. Mà con gặp ảnh là đêm thứ ba, ngày thứ bảy là anh đi về nước. Là buổi trưa con đi đi uống cà phê, nó ở cái khách sạn là gần ngay đó luôn. Ảnh chuẩn bị đi ra sân bay, vô tình con vừa xuống taxi gặp ảnh, vừa bước xuống là hai người gặp nhau mà kiểu mà nhớ mãi mãi, mà nhớ hoài không biết gặp ở đâu. Tại vì đêm đó là ban đêm gặp nhau là lộng lẫy lắm, còn bên ngoài thì bình thường không có được đẹp. Hồi mới nhớ trực ra là gặp nhau cái đêm đó thì mới lại nói chuyện. Thì ảnh nói là anh chuẩn bị anh về nước, thì hai người ngồi nói chuyện đâu khoảng 2 tiếng xong rồi ảnh mới xin Facebook của con, và bển mới bắt đầu tiếp chuyện nói chuyện là dạ. Con Dũng á, là khi mà Dũng when you meet her you fall in love. When I first met her em thấy em nhìn chân chó nhưng mà trời ơi, đẹp quá. Tiếng Việt không rành nhưng mà tiếng lóng rành quá. Chó rồi. Yeah, I'm more curious about her and I want to get to know her more, but I felt instant attraction straight away. Anh nói là giống như là thường là ảnh cái kiểu cũng đẹp trai. Anh thấy thường ở Việt Nam là mấy cô gái gặp ảnh là kiểu thích hay là tấn công. Còn con thì gặp ngay cái kiểu chảnh chó không quan tâm, cho nên ảnh tò mò, ảnh muốn tìm hiểu thêm. Như vậy là sau đó thì là ảnh về nước ảnh. Ảnh về bao lâu em? Ảnh về đâu 3 tháng. Từ khi anh về bển là hai người nói chuyện mỗi ngày luôn. Liên tục đúng không? Liên tục từ sáng tới tối luôn mà nói mỗi ngày. Nhưng mà với cái mức là bạn bè, tại vì trong thời gian đó là con vừa mới chia tay bạn trai cũ. Ảnh thì ảnh cũng mới vừa chia tay với bạn gái, vừa mới chia tay khoảng một tuần luôn. Cho nên hai người đang muốn tập trung cho công việc, không có muốn mà phải... Là muốn là bạn bè chia sẻ những cái trong cuộc sống, những cái này kia kia nọ thôi, chứ không hề nghĩ tới cái chuyện là mình tán tỉnh nhau đúng không? Cũng biết cái cảm giác thích nhưng mà sợ không dám muốn đi sâu hơn nữa. Khi mà Dũng xa Vi á thì Dũng có nhớ không? Love. I miss her. When you lay far away from me, do you miss me? Yeah. When we first started talking, I started to get really lots of love for her, instant attraction. And it started to scare me at first, sir a little bit. Then I didn't fight my feelings and I knew I had to make it work with her. So that's when I moved to Vietnam, decided to sống in Vietnam. Sau 3 tháng là về Việt Nam luôn. Dạ, lúc đó anh gặp con thì anh cũng có cảm giác là yêu, nhưng mà sợ phải, tại vì công việc ở bển. Lúc đầu con gặp anh thì con nói là không muốn yêu xa, tại vì mới vừa kết thúc một cuộc tình yêu xa, thấy không có kết quả, sợ phí thời gian. Dũng sợ mất con. Dạ. Chuyển về đây nó làm. Dạ, rồi anh cũng âm thầm anh chuyển về đây luôn. Anh không hứa với con điều gì hết, chỉ là tâm sự thôi, là tại sao mà chia tay kiểu vậy. Sau 3 tháng là anh về đây. Dạ. Rồi bao lâu thì ảnh mới bắt đầu tỏ tình và muốn em là bạn gái của anh? Sau 3 tháng anh về đây là mới gặp nhau. Rồi xong anh về đây được một tuần, ảnh về bển lại. Về bển lại anh mới bắt đầu là anh nói là ảnh yêu con, ảnh muốn là đi sâu hơn nữa, ảnh muốn nghiêm túc cái mối tình này. Con mới nói là mình để nói chuyện từ từ đi, bây giờ con cũng biết là có cảm giác yêu nhưng mà có cái gì đó cứ sợ cái tới không tới mà lui không lui, cứ vậy hoài không tới đâu á. Dạ đúng rồi, cái mới ngừng nói chuyện đâu khoảng một tuần, ảnh mới nói thôi mình cũng làm bạn đi. Con cũng nói thì đó, hồi đó giờ đâu có nói yêu nhau đâu bạn, mà không nói chuyện tuần. Cái xong rồi tuần sau đó ảnh mới nhắn tin, cái mối tình kia không tốt thì đừng có suy nghĩ cái người khác như vậy, mình phải mở ra một xíu. Thì cho ổng cơ hội để giống như là ổng sẽ chứng minh con là rõ. Dạ. Cho nên 2 tháng sau ảnh qua thăm con được một tuần, cái 2 tháng sau qua nữa xong là bắt đầu ảnh quyết định về đây luôn. Mà ảnh về đây mà con không biết luôn. Ảnh về đây con cũng tưởng nó là qua thăm con, nhưng mà ảnh đem quá trời đồ luôn. Con mới hỏi ủa chuyến này qua bao lâu, ảnh nói là qua ở luôn. Nhưng mà lúc đó con cũng cái cảm giác con cũng tin khoảng chừng 50% thôi. Đến khi nào thì em mới tin tưởng anh hoàn toàn và chấp nhận anh? Chắc từ sau cái vụ dịch này á cô. Năm rồi là trước khi ảnh qua là tháng 8 tới tháng 12 anh về bển, ảnh ngay trăng Tết ở bển á. Là xong rồi ảnh về bển xong ảnh xin cái giấy độc thân. Hai người không nói là phải cưới nhau hay gì hết. Mà tự nhiên ảnh âm thầm ảnh xin cái giấy độc thân qua bên đây. Cái ảnh mới nói là xin visa mỗi lần, tại vì visa của ảnh ở đây là visa du lịch 3 tháng xin một lần. Ảnh nói làm gì mất thời gian rồi này kia. Mình nghĩ là mình có cái giấy mà kết hôn á là mình sẽ được visa 5 năm. Con mới nói thôi cái đó để em suy nghĩ, tại vì mới hai người mới về sống chung mà con sợ kết hôn nữa. Ở từ từ rồi mới có. Mình thấy anh này kiểu anh hay giỡn, anh hay chọc ghẹo. Mình thấy kiểu anh còn nhỏ so với cái tuổi con, thì con thích đàn ông chững chạc. Mà từ từ ở thì thấy anh này cái tính ảnh trẻ, ảnh vui, ảnh hay giỡn, nhưng mà cái tính ảnh thì cực kỳ đàn ông. Con ở con cảm thấy
con làm thoải mái mọi chuyện cho nên mới quyết định là kết hôn. Bao lâu thì tụi con ở chung với nhau? Ảnh qua đây là ở chung liền luôn. À là cái lần mà dọn đồ về ở luôn đó. Dạ, lúc đó cũng có nói là con nói là không ở chung, tại đó giờ không ở chung với ai. Nhưng mà tự nhiên sao ấy ảnh qua đây vì mình một mình. Cái mình đi thuê nhà đồ cho ảnh vừa đi về mà sao ảnh cứ nhắn tin hoài mà thấy cũng tội nghiệp. Cái cứ qua ngày đem một bộ đồ, hai bộ đồ qua từ từ rồi ở chung luôn. Hai chót. Vợ em nói rất là nhiều mà anh thấy là em nhìn vợ em chậm chậm vậy đó. Em có hiểu vợ em nói không? What's that? You know, you speak too much. When I'm talking and then you just look at me. Yeah, yeah, yeah. Do you understand what I say? Some bits chipsu, chipsu. Still learning Vietnamese. Hop tiếng Việt. Tám tháng rồi. Năm tháng rồi. Tám tháng. Tám tháng. Dũng có cảm thấy hạnh phúc khi mà cái lựa chọn của Dũng với như khi mà Dũng bỏ gọi là công việc ở bên kia. Happy or say when you move over here to live with how is your life? At the start, I was a little bit scared, but I knew as soon as I started talking to her more, every day we were talking, I knew that it was the right decision. My family thought I was crazy to move to Vietnam to live straight away with her, but I knew it was the right decision, and I'm happy that I've done that. It's definitely made my life happier. Ban đầu là sự lựa chọn về đây là kiểu cũng hơi sợ, cũng hơi lo lắng mọi thứ. Với lại gia đình của anh ở bển cũng nghĩ anh bị khùng. Tại vì mới chưa có biết, mới gặp cô gái có một lần đầu tiên mà chưa có thời gian gì hết. Rồi qua đây luôn kiểu vậy, rồi sợ lựa chọn không có đúng đắn á. Nhưng mà sao về đây ở rồi mọi thứ nó thay đổi, nó khác. Cho nên anh thấy anh vui, hạnh phúc với cuộc sống này. Mấy người bạn trai trước của Như á, thì Như có dẫn về ra mắt ba mẹ không? Con quen nhau cỡ chừng 3 tháng là dẫn về. Dũng mà lần đầu tiên đến nhà Như gặp ba mẹ, Dũng có sợ không? Did you scare first time you come to my home? Sợ quá. Yeah, just because I've never met, I wasn't sure about the Vietnamese culture so much when I met her family. So it was a big change for me. But her family was very welcoming. Hồi đó giờ anh chưa có tiếp xúc với văn hóa gia đình Việt Nam á, cho nên cũng sợ không có biết văn hóa nó như thế nào. Sợ nói không hiểu. Dạ, nhưng mà hôm đó là Dũng đâu có nói được câu tiếng Việt nào đúng không? Dạ chưa, con không biết được tiếng Việt. Dũng là chỉ có nói chuyện với ba mẹ là thông qua Như thôi đúng không? Dạ, nhưng mà bây giờ thì nói chuyện được chút xíu. Hai mẹ con gọi FaceTime. Tiếng Việt là Dũng có đi học ở một cái lớp nào không hay là em dạy cho Dũng? Dạ có, sau khi mà lần đầu tiên về gia đình con để tìm hiểu, để ra mắt gia đình á, là ảnh bắt đầu là ảnh xin con học tiếng Việt. Anh nói là ảnh muốn xác định ở Việt Nam rồi, là xác định có cái gì đó rồi là phải biết tiếng Việt với lại nói chuyện với bố mẹ con. Cho nên ảnh đòi học, nhưng mà trong thời gian đó con cũng không cho anh học nữa. Anh đang nỉ hoài mà con không cho. Rồi cuối cùng là bây giờ là Dũng học tiếng Việt từ ở đâu? Dạ, có cô giáo, cô giáo lại nhà dạy. Sao học nhưng mà tiếng Việt khó quá. Khó quá, đó là định đổi đó. Có bao giờ mà nói xấu vợ bằng tiếng Việt chưa? Trôn em á, có khi nào trôn con bằng tiếng Việt không? Cũng có, nhưng mà ảnh gành tiếng Việt nhưng mà chỉ biết mấy cái câu mà tầm bậy tầm bạ thôi à. Ví dụ rồi really? Coi như câu gì chẳng chó là biết rồi đó. Chẳng chó em cù bắp em cù bắp hả? Cho tới bây giờ là các em đã chính thức là vợ chồng bao lâu rồi? Là hai năm. Được hai năm rồi. Rồi bây giờ là bắt đầu đến cái phần vui nè. Ổng có lòi ra thật xấu gì không? Ở nhà cô là quá điệu, con thì cái tính con chậm chạp, con cũng lâu. Mà gặp anh này, ảnh chờ anh còn hơn mình nữa, cái đâm ra mình bị quạo. Ở nhà thì là không bao giờ mặc đồ xấu, lúc nào cũng tóc là phải mướt, bóng bẫy. Cái kiểu đôi khi mình thấy mà chỉnh chu quá, nó giống bê đê đó cô. Giống bê đê đó cô. Hiểu không? Dạ. Hiểu. Giống như đang đói quá trời đói, order đồ ăn. Cái rap người ta đợi dưới, cái đi xuống lấy thì mặc đồ ở nhà, mặc áo thun bình thường thôi. Đi xuống đi không chịu, vô thay đồ cái xịt nách, xịt nước hoa rồi tùm lum hết trơn, làm hơi nó bị lố quá. Cái con cảm thấy con bực bội là hay cãi nhau cái chuyện đó lúc ban đầu. Vậy đó hả? Xuống gặp shipper mà cũng coi như là cũng đánh quần đánh áo rồi. Một ngày là thay 4-5 bộ đồ. Wow. Công việc nhà thì có chị giúp việc, nhưng mà làm ông này ông cũng khó chịu, nhưng mà ông không bao giờ ông làm. Khó chịu, kỹ tính nhưng mà không có làm. Hiểu không? Hiểu không Dũng? Không hiểu. Say không? Like, you just be cool, you like to clean or anything but you never do. I do it, I clean the house or something. So.
Xạo. Rồi, còn đằng xấu gì nữa không nè? Có cưng vợ dữ không? What bad things about me? Chiều là con nói thiệt là con nghĩ không có anh nào chiều vợ như anh này luôn. Bởi cái lý do đó là con mới xác định, con cảm thấy thoải mái, con mới xác định kết hôn nhận đó. Có ghen không? Không bao hề ghen luôn cô, kiếm ghen không ra luôn. Vậy hả? Tin tưởng vợ. Rồi Như ngược lại Như có ghen ảnh không? Con cũng không có ghen, nhưng mà có cái thời gian anh mới về Việt Nam á thì hai người cũng có chơi TikTok á, cũng nổi ở trên đó cô. Cũng có mấy chị kia nhắn tin kết bạn đồ với ảnh, còn ảnh thì anh hiểu, anh nghĩ ở bển thì cũng bình thường, mà anh này thì cái tính anh không có mấy cái chuyện mà gái gú gì đó, cho nên hả anh kết bạn con thì con lại không thích. Ảnh kết bạn với cái người nào đó, ví dụ ảnh không hiểu, nhưng mà người ta nghĩ cái anh này ảnh chắc ảnh cũng thích mình cho nên ảnh mới chấp nhận, mà còn cái anh này thì ảnh lại nghĩ cái đó là lịch sự, cũng có cãi nhau vấn đề đó. Bây giờ còn không? Dạ không, hết rồi con. Rồi bây giờ tới Dũng. What are bad things about you, right? Kể bằng tiếng Việt luôn. Nhiều hả? Em tức giận quick, she get angry. Nhanh. Bực bội. Nhanh tức giận, nhanh bực bội. Đúng không? Very quick, nhanh. Mỗi lần tức giận thì cô ấy thể hiện như thế nào? Just say anything. Cause she gets so angry, I need to calm her down. I need to go, calm down. But yeah, sometimes she just gets so angry too quick and I don't know what to do sometimes. But I'm very patient, so that's why we work. She gets angry and I'm patient. Ông nói là ông rất là kiên nhẫn khi ông ở với con. Vì con là cái tính giống là như đàn ông vậy đó, còn ông này cái tính ông như phụ nữ vậy đó. Hai người nó trái ngược nhau. Ông không bao giờ biết tức giận. Còn con là cái chuyện gì mà không phải cái đùng lên. Xong rồi 5 phút rồi thôi à. Tại vì là hiểu rồi đó, là nóng tính nè. Dạ. Rồi còn cái gì nữa? And what's up? Always mua 1 hour. Buy clothes all the time. Can you speak Vietnamese? Cái gì? Mua 1 hour. Là gì? 1 hour. Mua quần áo nhiều quá. Mua quần áo nhiều lắm. Mua quần áo nhiều lắm. Online shopping. Trời ơi. Mỗi lần mà cô ấy giận, thường Dũng làm cái gì để cô hết giận? When I'm angry, what you do to make me calm down? Leave her alone. I need to leave the house sometimes, or just try to be nice, or I try to talk you down. Ví dụ như con giận người khác á, thì ảnh ở đó anh giống như ảnh khuyên, ảnh calm down xuống, ảnh nói chuyện. Còn mà con đang giận ảnh á, thì là anh phải đi ra chỗ khác. Chứ không có chọc ghẹo con để cho con bớt giận hả? Có, lúc đầu anh hay chọc ghẹo, là anh hay làm trò, làm này làm kia, nhưng mà con đang giống như là làm mặt cười, làm mấy cái chuyện như con nít vậy đó. Mà con thì con không thích đàn ông cái tính kiểu như nít, mà mình đang quạo mà thấy cái mặt ổng vậy nữa còn quạo hơn nữa. Là cái mặt ổng làm sao đâu. What like you try to make me happy, like smiling when I'm angry, your face do it. No, what like you do it, you like you. You do something like that. No? Còn tật xấu gì nữa không? That's a bad thing that you get angry, but your mood can change so quick. Thay đổi nhanh. Sáng nông chiều mưa. Sáng nắng chiều mưa. Học rất là nhiều. Nói chung là mấy cái nghĩa cùi lắm. Là học rất là nhanh. Sáng nắng chiều mưa. Dũng muốn vợ mình thay đổi điều gì? What you need me to change? Try to be a little bit more patient when you don't know something and not get angry too quick. Con phải cố gắng tập tính kiên nhẫn, không có quá dễ tức giận, phải suy nghĩ cái đó. Còn con muốn Dũng thay đổi gì không? Bớt cà gỡn lại cô. Tức là phải chững chạc lên, gentleman lên hả? Là không có baby nữa hả? Dạ, với lại không có play game much. Chơi game. Không có chơi game. Chơi game. Em nói với Dũng đi, Dũng hiểu đi. I want you to change like not play game much. Rồi cái kia nữa. And but like not bad day to not like. Cảm ơn Như với lại Dũng tham gia chương trình này nha. Dễ thương quá, hai người quá dễ thương. Xin cảm ơn các em đã đến với chương trình. Thank you very much. Như nãy kêu Dũng làm vũ BD. You do BD like this one more time. Chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Em là Nguyễn Thế Hiển, năm nay em 30 tuổi. Công việc hiện tại của em là bên mảng thiết kế và thi công nội thất. Hiển ở quận mấy? Dạ tụi em ở bên quận 9 ạ. Quận 9. Rồi mời vợ Hiển. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em tên là Đoàn Thị Thúy. Năm nay thì em được 30 tuổi và công việc của em hiện tại đang là điều hành một học viện về đào tạo livestream bán hàng. Ồ, hay quá. Em không biết là hai bạn lần đầu tiên gặp nhau là ở đâu và ấn tượng về nhau ra sao? Thì lúc nhỏ là hai đứa ở chung xóm với nhau luôn. Thì học chung cấp 1. Sau này thì qua cấp 2 thì vợ của em mới chuyển nhà lên Sài Gòn ở. Thì lúc đó em thì vẫn học ở dưới Bình Thuận.
Sau này bắt đầu qua đi, sau khi học xong đại học á, thì hai đứa mới gặp lại, bắt đầu mới quen nhau. Ừ. Thanh Mai Trúc Mã. Thanh Mai Trúc Mã. Ôi trời, hai chị em sao? Đúng. Ờ, đúng rồi. Rồi. Dạ. Rồi gặp nhau thì như thế nào? Sau đó là đổ mã rồi. Bây giờ là gặp lại. Gặp lại. Dạ. Gặp lại. Đó, gặp lại nhau. Chứ ở đó biết nhau từ lúc nhỏ rồi. Đúng không? Dạ. Gặp lại, đổ mã hết nè. Ừ. Thấy cô ấy như thế nào hiểu? Cái thời điểm mà tụi em gặp lại nhau gặp ở lại nhau. Sài Gòn á. Dạ. Lúc mà em bắt đầu lên Sài Gòn á. Dạ. Em gặp lại bạn á. Là năm đó tụi em bao nhiêu tuổi? Dạ năm đó là năm 2015. Thì trước đó là tụi em có nhắn tin qua lại với nhau qua Facebook. Ừ. Rồi mới là hẹn nhau ra gặp trực tiếp. Thì lúc đó là 20 tuổi chưa? Dạ lúc đó là 23 tuổi. Em như em gặp lại cô bạn này em thấy cổ như thế nào? À, lúc đó em chỉ ấn tượng về cái giọng nói. Tại vì như là giọng của vợ em rất là vang và nghe rất là nghe là mình nghe lần đầu là mình ấn tượng về cái giọng nói thì... Nhưng mà anh hỏi Hiển nè, lúc mà nhỏ mà học chung ở dưới quê dạ. Em còn nhớ không? Em có để ý cô này không? Em cũng không để ý nữa. Thì sau này là gặp lại thì mình lúc đầu mình cũng chỉ nói chuyện kiểu bạn bè với nhau thôi. Thì nói chuyện với nhau một thời gian bắt đầu mới có tình cảm, chứ lúc mới đầu nhắn tin ra thì cũng kiểu bạn bè hỏi thăm nhau vậy thôi. Còn em thì hồi nhỏ em không thích ảnh. Đơn giản là tại vì ảnh chơi chung một nhóm thanh niên mà theo em thì đó là thành phần khá bất hảo. Thanh niên thì nói nhỏ nhỏ với bạn nhỏ nhỏ chơi với nhau á, mà em thì em không thích kiểu vậy. Em là người rất là chỉnh chu bài bản, đâu đó đàng hoàng lắm, cho nên thành ra anh trời ơi mặc định rồi, bạn này bà bán chơi mấy người này là thôi yeah, không đụng tới. Sau rồi thì cái lần đầu tiên mà tụi em gặp mặt với nhau là do là em làm bên quảng, ngày xưa là đi làm bên quảng cáo á, là bên cho Nestle, rồi anh cũng đi làm vậy luôn. Cái quen có những mối quan hệ chung, xong hai đứa nhắn tin thì ảnh mới đưa số điện thoại ảnh, thì gọi cà phê thôi, nghe cái gọi điện nói trời giọng đâu man dữ trời, của bạn mình hồi xưa hả? Thế là mà không có hình dung được. Rồi hai đứa gặp nhau ở Country House ở đường Phan Văn Trị sau đúng 12 năm luôn. Nhưng cũng có một cái điều thắc mắc là khi mà em quen anh, mối tình đầu của em á, thì ảnh cứ lướt Facebook, nhưng mà cứ tới cái hình của em với chụp với anh đó là ảnh cứ phóng to ra. Em cũng không biết làm sao nữa, định mệnh nào nữa. Rồi đây á, bạn này hả? Dạ đúng rồi. Ồ, sao lạ vậy? Một luồng điện nào chăng? Không, dạ, em cũng khiến xui á. Dạ đúng rồi. Là lúc đó mặc dù mình không có... là không có ý gì hết, nhưng mà mình cứ vô mình lướt qua rồi mình thấy, rồi mình vô mình coi tất cả các hình là em coi hết. Hoặc là lúc đó mình có tình cảm hay có gì hết, nhưng mà tất cả các hình bạn chụp với bạn kia em đều có nghĩa là vô tư thôi. Vô tư thôi. Em quý cái điều gì với người bạn này? Em thương ảnh trước. Em thương ảnh là cái hoàn cảnh gia đình, và đồng thời là cái sự nỗ lực cố gắng của ảnh khi mà là một người con trai duy nhất trong gia đình và kéo gia đình ra khỏi những cái khó khăn. Đồng thời là cái cách sống của ảnh, ảnh làm cho công ty Nhật mà, cho nên cái cách sống của ảnh là đúng giờ, nề nếp, đâu đó đàng hoàng, và cách cư xử với em nó rất là nhẹ nhàng và rất là dành một sự tôn trọng, rất tôn trọng em. Khoan, cái đó là cái giai đoạn mà mới gặp thôi đó. Ảnh đã làm cho một công ty dạ, rồi. Dạ, là em cảm thấy rất là an tâm. Đến bao lâu thì em cảm nhận ở người đàn ông, ở người con trai đồng hương này với những cái đức tính đó? Dạ, ngay lần đầu tiên em gặp. Tại vì cái mối tình đầu thất bại rồi và mình quá đau rồi, tại vì mình sống quá chân thành đi, cho nên thành ra là em mới cân nhắc, nó là không có tiến tới được đâu. Tại vì bạn này rất là hiền và rất là đàng hoàng tử tế, mình giữ cái là bạn là tri kỷ mà còn bên nhau, còn nếu như lỡ có yêu nhau rồi thì lỡ đâu sau này lại chia tay nữa thì em mất đi một cái mối quan hệ tốt ở trong xã hội. Mình nói nhỏ với lòng mình vậy thôi. Với lại em cũng không có muốn là nhảy vào bất kỳ một cái cuộc tình nào để làm cho ai phải đau khổ hết. Vì những gì mình đã trải qua thì mình không muốn người khác phải bị như vậy. Dạ. Nhưng mà trước đó em có theo dõi Facebook của anh không? Dạ, em cũng không để ý lắm. Dạ, tại vì em rất là bận. Trong cái giai đoạn đó thì chỉ bôn ba đi kiếm tiền thôi ạ. Cô này á là xuất phát từ quý, thương rồi mới yêu. Vậy thì Hiển thì sao? À, em thì trong cái lúc mà hai đứa có nói chuyện với nhau lúc chưa quen á thì có tâm sự với nhau về cái cách sống và cái cuộc sống mà mình muốn hướng đến sau này khi mà gặp cái người mà mình muốn kết hôn á, tức là sau này cuộc sống mình sẽ là trải nghiệm nhiều hơn. Thì từ đó bắt đầu thấy xong hai đứa mình cũng có những cái điểm chung, cũng có những cái quan điểm sống chung giống nhau. Bắt đầu lần cái là nó tình cảm nó đến hồi nãy cũng không có hết luôn. Nhưng mà thời gian mất bao lâu?
để tụi em cảm nhận là tụi em đã yêu nhau. Dạ, em lúc đó chắc cỡ 5-6 tháng gì à? Dạ. Tại vì cái lúc mà tụi em bắt đầu nói chuyện với nhau là khoảng tháng 5 à. Dạ không, đúng là tháng 5 là tháng 5 mà chính thức là đi gặp là tháng 9. Tháng 9. À, tháng 9. Thì đâu đó tới khoảng tới cuối năm là tụi em chính thức là quen nhau luôn. Dạ. Cô mà... này là sợ là tình yêu đến, đúng không? Dạ. Là rất là sợ bị trục trặc nữa. Vậy thì có nghĩa là lúc mà hai đứa bắt đầu tìm hiểu nhau đó. Dạ. Thì cái lần đầu tiên mà trao cái nụ hôn đầu tiên đó là nó có dễ dàng không? Hay dạ. Nó khó khăn. Trước khi đến với cái nụ hôn thì em nói rõ nguyên nhân tại sao em chọn. Ừ. Vì anh chở em ở phía sau lưng á, thì hai đứa đi chơi với nhau thôi mà cái lúc đó em hơi mệt. Thì em tựa lên cái vai của ảnh rồi em để buông cái tay về chỉnh ba ga, nhưng mà mình cảm giác mà bất giác người đàn ông này mang lại cho mình cái cảm giác nó bình an đến lạ lùng mà không có gì có thể diễn tả được. Không hiểu tại sao như vậy. Xong bắt đầu cái bạn này bạn mới lén lén vẫn nắm tay em, vẫn bỏ vô cái túi áo của bạn. Dạ. Rồi từ đó tim mà tự nhiên tim em nó văng ra ngoài luôn rồi. Và nhiều rất lần là khỏi lồng ngực. Dạ đúng rồi. Nhiều lần mình muốn từ chối mà mình muốn đưa ra đầy đủ những cái lý do, nhưng bây giờ là con tim không có nghe lý trí không rồi. Còn lý do nào. Dạ đúng rồi, không còn lý do nữa rồi. Sao nữa? Dạ. Thì hai nhà thì hồi xưa là ở gần nhau, ba má ảnh cũng có đi làm cho ba má em rồi đó, biết nhau hết trơn à. Cho nên là bà nội em cũng ở gần nhà ảnh cách đó khoảng 150m thôi à. Đó, cho nên thành ra là ảnh hay qua nhà nội em chơi. Thì hôm đó là Tết á, thì hôm đó là mùng 2 Tết thì ảnh có nhắn: Thúy, em về dưới nhà ngoại anh chơi nha, mấy dì nhắc em dữ lắm. Cái trời chết rồi, chưa có gì hết, mới có mấy tháng à. Tôi mới có yêu đương xác nhận đây ngày 8 tháng 2 là 2016 là xác nhận yêu đương thôi. Bây giờ dắt về rồi. Đây là dắt về thì mấy dì mới test bằng hai món ăn. Là cái món hành phi với cái món bánh phồng tôm chiên. Thế may quá là biết nấu ăn, cho nên là em đã may mắn là vượt qua được cái cửa đó. Rồi sau đó thì bắt đầu có cái nụ hôn đầu. Ở là đâu? Là ở nhà, đêm đó là khuya lắm rồi, chồng kể. Cũng khu giai đoạn Tết á, là vợ em về dưới nhà nội của vợ em để chơi và ăn Tết luôn. Thì tự nhiên lúc đêm đó thì hai vợ chồng mới là nhắn tin với nhau. Lúc tới 12 giờ đêm khoảng cũng trễ rồi. Xong tự nhiên cái không biết sao em mà đi vô nhà ông nội của Thúy. Lúc đầu hai đứa ngồi trước nhà đó nói chuyện với nhau, nói cái cũng tới 2 giờ khuya á. 2 giờ 3 giờ sáng. Cứ ngồi nói vậy á. Đổ thừa ma dắt. Rồi lúc đó bắt đầu mới là cái nụ hôn đầu tiên của hai đứa là cũng lúc đó luôn. Ở nhà nội. Dạ. Nhà là nó khoảng dắt mấy em, khoảng dắt 1 giờ 2 giờ. Chắc 1 2 giờ đêm á. Là sao cái cảm giác mà cái nụ hôn đầu tiên của hai đứa nó như thế nào? Dạ dạ. Quên đi tất cả mọi thứ xung quanh đang diễn ra, như thời gian, không gian, mọi thứ nó dừng hết lại rồi. Đó. Lúc đó là chỉ có là ui, mình tìm được người mà mình thương rồi. Chân ái rồi. Dạ chân ái rồi, tại vì cũng có mối tình đầu rồi, cũng từng yêu. Tất nhiên là cũng từng hôn người khác, nhưng nó rất là khác. Nó đơn thuần chỉ là một cái cảm xúc mà cả hai người cùng hướng về với nhau vậy. Cộng hưởng đó. Dạ, cộng hưởng. Dạ. Hiện cũng có một cảm giác như vậy đúng không? Dạ đúng rồi. Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy như là mới ngày hôm qua. thì đây là dịp để cho các bạn nhắc lại và gợi nhớ lại cái nụ hôn đầu tiên. Nhưng mà nụ hôn đó là cách đây bao nhiêu năm rồi? Dạ cách đây 2015 à, đúng không? Dạ đúng rồi. Đó 2016. 2016. 7 năm. Thì 6-7 năm. Đó. Rồi bao lâu thì mới đám cưới? Kể từ cái nụ hôn đầu tiên đó, tính từ cái mốc đó. Dạ. Dạ để chắc là em kể luôn cái hành trình mà tụi em, tức là khi mà hai đứa xác định quen nhau thì em đang làm một cái công việc là đi công tác theo tuyến dọc, là từ Cà Mau lên mũi Hà Giang, đi theo đường biển và đường biên giới để đi bán hàng. Thì có một chiếc xe 7 chỗ, xong rồi đoàn ngồi lên đó rồi cứ đi tới các cơ quan bán hàng vậy đó. Thì ảnh đang làm cho công ty Nhật Bản về ô tô, thì em mới nói anh nghỉ việc đi, đi với em. Thế là hai đứa đã hoàn thành được cái điều mà hai đứa nói trước đây. Cũng gần hết 63 tỉnh thành, và trải qua cũng gần một năm chinh chiến, em vừa làm kiếm tiền mà vừa du lịch, rồi vừa làm những cái công tác, những cái câu chuyện nó ý nghĩa cho mọi người, cho các bé. Và cứ thứ hai tới thứ sáu thì đi làm, thì thứ bảy chủ nhật lại đi khám phá hết vùng đất này tới vùng đất khác. Và chính những điều lúc đó thì hai đứa em bắt đầu hiểu nhau hơn rất nhiều. Và khi đi với nhau đồng hành được 3 tháng thì anh quyết định là gọi điện về nhà xin cưới. Anh kể câu chuyện anh xin cưới với má. Xuống cái nghỉ liền luôn vậy hả? Đang làm cho một cái công ty của nước ngoài. Trời ơi, gặp tôi cũng nghỉ nữa. Giờ chú nghỉ đi. Nhưng mà cái công việc nghề nghiệp là sao? Tại vì cái đúng không? Cái lúc nghề đó... nghiệp đó, người mà giỏi á, tìm đâu cũng được việc á. Vấn đề ở đây á là chú đừng đi phượt 63 tỉnh thành đất nước. Mà chú đi với ai?
chú đi với người chú yêu. Mà chú đi vậy chú có mất tiền không? Không chú mất. Đi kiếm tiền luôn. Tôi hỏi chú chứ phải cần thôi. Thì bởi vì phải hỏi thì mới biết là hiển, có nghĩa là tại sao lại quyết định coi như là nghỉ việc đột xuất liền. Dạ. Nhưng mà khi em nghĩ em có sợ không? Dạ không, tại vì thực ra em cũng có suy nghĩ nhiều. Thì lúc cái công việc đó thì cũng lúc em mới vừa ra trường là cũng công việc đầu tiên khi mà mình đúng ra trường. Rồi. Thì mình làm cũng đâu đó được gần được một năm. Thì cũng đang cái giai đoạn đó mình cũng muốn là chuyển việc. Thì trùng hợp á thì vợ mình rủ đi á, ok, đi thì đi luôn. Ừ. Là hai đứa cứ vậy là cứ đi hết khắp các tỉnh. Đó cũng hơn một năm á. Rồi dạ, vì dạ. Lý do là sao mà mới 3 tháng mà em đã quyết định là cưới rồi? Kể câu chuyện điện thoại về cho má coi. Dạ. Thì lúc đó em có điện về, em nói là má ơi, chắc là tụi con sẽ cưới trước, tại vì nhà em còn có chị hai nữa. Ừ. Mà chị hai thì chưa cưới chồng. Thì nhà thì cũng gọi là cũng hoàn cảnh, tại vì nhà em có má và là chị hai thôi. Ừ. Thì em mới nói là thôi bây giờ con sẽ cưới trước á. Thì tụi con nói là dự tính là tới đâu cuối năm 2017 thì con sẽ cưới. Là lúc đó năm 2016 á. Đó, thì má nghe má cũng bất ngờ, chị hai cũng bất ngờ luôn. Ừ. Kêu trời, đùng cái là tự nhiên cái nghỉ việc xong rồi đi đi tỉnh này tỉnh kia, đi long bông vậy, không biết là tiền bạc đâu cưới. Đó. Thì không, bây giờ quyết định là vậy, cứ quyết định chốt cái khoảng thời gian trước rồi bắt đầu mới đi kiếm tiền, rồi cứ xoay sở nhau. Rồi. Thì cái giai đoạn mà tụi em quyết định dừng lại á là ngay tại quê hương đất tổ của hai đứa luôn, đó là khu vực Thăng Phước, Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam. Lúc đó là tụi em về đó để thăm gia đình, và em là quê gốc của em là ở Hiệp Đức, còn ảnh là ở Tiên Phước. Gốc ảnh là Tiên Phước và Hiệp Đức là sát bên nhau luôn. Mấy cái duyên là nó lạ như vậy luôn, tức là gốc gác không đã là có như vậy rồi. Thì thành ra là anh nói thôi em dừng lại được rồi, đi về với anh. Cái là hai đứa nắm tay nhau đi về thôi. Lúc đó thì cũng không còn gì trong người hết, cũng còn có tiền, nhưng mà tiền thì trước đó gửi về gia đình rồi này kia, thì bản thân mình cũng không có, chứ mà làm tới đâu thì xài tới đó. Dạ, rồi. Không có xem trọng vấn đề đó, vì đơn giản là mình ba má mình lo cho đi học gần ấy năm rồi, thì mình giúp được cho gia đình cái gì thì mình giúp. Thôi về hai đứa mượn 800.000 tiền trọ của bạn thân của ảnh, rồi ảnh mới ra ở trọ riêng đó. Xong rồi tụi em bắt đầu từ những cái công việc đầu tiên là đi làm văn phòng, rồi sau đó thì em có đi bán kim chi, bán sim. Em nói chung em làm đủ thứ nghề hết, và bên cạnh đó là em làm trợ lý giám đốc cho một tập đoàn đa quốc gia nữa. Tức là cứ sáng ban ngày làm văn phòng, ban đêm thì em đi cày, đi bán này bán kia. May mắn là có ảnh đồng hành hỗ trợ, thì rồi gom góp cũng được hơn 300 triệu. Thì lo cuốn chiếu, là cứ xong cái nào thì chụp hình xong thì mình đi mua nhẫn cưới. Cái tâm nguyện của hai đứa là xuất phát từ một cái gia đình hoàn cảnh, nó ảnh cũng hoàn cảnh, mình cũng hoàn cảnh, nó không may mắn được như nhiều người là có quý nhân hay có ai đó giúp đỡ, bản thân mình phải tự xông pha. Nên thành ra là tụi em không có muốn ba má phải buồn hay là ba má phải bận lòng hay lo lắng, và cứ giữ mãi cái điều đó để rồi hai đứa cứ nắm tay nhau mà cố gắng thực hiện ước mơ của mình thôi. Nhưng mà là trước ngày cưới thì có một cái sự cố gì xảy ra không? Tại bên đạo á, thì trước khi mà làm đám cưới thì phải đi học giáo lý. Thì giờ em là bên Tân Tòng, cho nên là sẽ học trong 6 tháng về dự trồng và giáo lý hôn nhân. Thì trong cái thời gian đó thì có bị một cái sự cố là bị té cầu thang, thì cái chân bên đây đi gọi là đau á, cho nên là nhưng mà mình đi học thì bên nhà thờ phải leo lên tới lầu 3, lầu 4. Thì cũng cố gắng đi trong và mấy tháng trời như vậy á. Em hay vợ em bị? Dạ vợ em bị. Rồi thêm một cái sự cố nữa là trước cái đêm mà khi tụi em từ Sài Gòn về dưới quê là ngày 26 tháng 10 để làm cái lễ trong nhà thờ á, thì trong quá trình đi về thì hai đứa bị tai nạn xe. Thì lại bị giờ em lại bị cái chân, mà cái chân đau đó lại đập xuống dưới đường lần nữa, tái phát. Dạ, là lúc mà làm lễ trong nhà thờ ngày hôm sau đó là chỉ có đứng thôi chứ không có quỳ được luôn. Tại vì lúc đó cái chân đau quá rồi. Dạ, làm lễ xong là cái váy nó dính máu luôn hả? Có cái tivi rất đẹp, ăn trộm vô lấy luôn. Lấy luôn. Tám ngày, cách ngày cưới có 8 ngày à, là ăn trộm vô lấy luôn cái tivi. Anh là trong nhà lấy đồ sạch hết á. Trời ơi, coi như ông trời thử hai đứa em á. Thử thách. Đó. Coi như là từ con số 0, từ tay trắng để coi là có vượt qua được hay không á. Bây giờ là vượt qua mà ngoạn mục luôn, đúng không? Đúng rồi. Ghê thiệt chứ. Nhưng mà coi như là qua giai đoạn khó khăn chắc có lẽ là sẽ được bù đắp, chắc là đám cưới cũng lời, đúng không em? Dạ, nói trắng ra, nói thẳng ra luôn á là đám cưới của hai đứa thì gần 1.000 khách. Gì dữ vậy? Cái gì mà kinh hoàng. Dạ, đám cưới lớn mà. Em đã với quê đúng không? Nhất là bên dòng họ hai bên thì cũng đông.
là đám của em dưới quê và đám trên vợ em thì trên Sài Gòn là cũng đông rồi. Tại dưới quê mình á thì có phong tục là tất cả quen biết gì là mời hết. Mời qua mời lại nhau cho nên là đám nhà em không là cũng gần 50 bàn. Dạ. Đó, là bên vợ em thì cũng gần 50 bàn nữa. Là hai cái đám cưới. Dạ. Đám nhà gái và đám nhà trai. Thôi nói chung là trước khi đám cưới các bạn đã có quá nhiều thử thách nó đến các bạn, nhưng cuối cùng các bạn đã vượt qua để mà có được hạnh phúc. Rõ ràng đó là hạnh phúc là một lựa chọn. Ngon. Hay ngon không? Ngon. Bây giờ là tới cái phần không ngon nè. Không ngon thì lá nói thật à, cố đó. Tật còn những tật xấu mà cần phải hoàn thiện nè. Mà đúng tiếp không? Theo lời của Di Dân là có cái gì ở Hiển mà chưa ngon đó. Dạ. Cần phải sửa để ngon hơn. Dạ. Trước khi em nói về câu chuyện là xấu thì em có một cái điều muốn chia sẻ là nhân dịp chương trình này và kỷ niệm đúng 5 năm ngày cưới, và em nghĩ rằng là chắc là đúng tháng 11 thì chương trình này sẽ được phát sóng. Đó cũng là ngày, đó cũng là năm nay là việc em kỷ niệm 5 năm ngày cưới với nhiều cột mốc rất là đặc biệt. Cô con gái của em vừa tròn 2 tuổi và cho đến thời điểm hiện tại đúng như cái ý nghĩa của chương trình. Thật ra khi em đến với chương trình em không có biết cái ý nghĩa của chương trình là như vậy, nhưng rồi sao nó đúng y chang như vậy, bởi vì đến cho đến thời điểm này sự lựa chọn này với em là chính xác nhất trong cuộc đời. Bởi vì người ta luôn nói em may mắn khi có được một người chồng toàn diện. Em phải dùng từ là toàn diện. Đó. Bởi vì anh luôn là người cho em năng lượng, là bờ vai. Mỗi khi mà em, tại vì em là người sống rất là tình cảm, yêu thương thôi và đôi khi thì chính mình cũng gặp nhiều cái trắc trở trong cuộc sống, vì những người mà họ thiên về tình cảm này kia thì họ khổ tâm lắm. Nhưng mà anh giúp em vực dậy, đặc biệt là cái thời điểm mà em sanh bé cũng vậy. Anh luôn kề vai sát cánh và anh chăm lo cho con còn khéo hơn em rất nhiều. Một tháng 20 ngày là em đã phải đi làm lại. Thì trong mỗi giai đoạn mình đều có những cái sự lựa chọn, và em luôn bị ảnh luôn chiều, hoặc là em luôn nghĩ ảnh là thực sự dựa vào ảnh, mình yên tâm đến vô cùng luôn. Cho nên em nói thiệt là ảnh không có điều gì đến cho đến nay em phải buồn hay là gì cả. Còn để mà chia sẻ về tật xấu thì hai vợ chồng cứ ngồi suy nghĩ hoài. Thì em cũng chia sẻ thêm chút xíu, đó là ông xã khó tính. Dạ, ông xã khó, và khi khó lên thì sẽ hơi nóng một chút. Đó. Khó mà nóng thì thể hiện như thế nào? Dạ, nghiêm mặt luôn, không thể hiện bằng cảm xúc ngoài mặt luôn. Dạ. Lâu lâu chỉ bộc phát nói một hai câu thôi là dừng. Anh kiểm soát được cái cảm xúc của bản thân là như vậy, nhưng lúc đó đừng bao giờ ai đụng vào. Và ban đầu thì em hay bị nương theo cái cảm xúc đó của ảnh. Khi xảy ra một cái điều gì đó mà ảnh không hài lòng, tại vì ảnh là người theo chủ nghĩa hoàn hảo và rất là ngại rủi ro. Bất kỳ một cái kế hoạch nào, kinh doanh nào hay là một cái gì mà em đặt ra thì ảnh luôn đi vào cái trọng tâm là gì? Rủi ro làm sao? Đó, là như vậy. Thì cái nào nó cũng sẽ là có tính hai mặt. Thế là tóm lại là khéo quá. Trước khi kể xấu chồng, đưa ông lên mây. Đó, sao ví dụ như có nói chút xíu. Đúng rồi, có rớt thì rớt lưng chừng chứ cũng chưa xuống đất. Nói tóm lại, khó tính, nóng tính. Dạ. Hai cái. Dạ. Còn cái gì nữa không? Dạ hết rồi. Có nếu... thích game không? Có thích chơi game không? À có một cái, anh hay lướt video, lướt TikTok, nhưng mà tại vì chắc là tội nghiệp hay sao, bản thân vợ đi dạy, còn chồng thì lướt xem rất là nhiều. Không em, cái đó là nhiều người bệnh lắm. Ôi vậy ạ? Nhiều người bệnh. Không phải thật xấu. Dạ. Chỉ có là khó nè. Dạ. Khó, rồi thành ra là hơi nóng. Dạ. Thì ví dụ như là bỏ được hai cái này là coi như là hoàn hảo. Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, đúng không? Đúng không? Và đó là điều em mong muốn chồng thay đổi, đúng không? Đúng không? Nói mà anh khô khan không lãng mạn thì được không? Được quá được. Trời ơi, cái đó mới là tật xấu đó em. Tại cái đó mới là cái tật xấu. Trong không nhóm... phải tật xấu mà là chưa hoàn hảo. Thì bây giờ chỉ nói chưa hoàn hảo nhưng chương trình nó là tật xấu. Trong một nhóm á là có ba người bạn chơi với nhau từ thời đại học. Là ảnh với một người bạn nữa, một người bạn nữa. Thì hai người bạn kia thì cầu hôn bạn gái của mình rất ư là mạng lãng mạn. Người thì ra cô Covid rồi đốt lửa rồi khắp nến hình trái tim, còn người thì mua bánh kem rồi làm bất ngờ đồ này kia. Là hai bạn đó cầu hôn trước, xong tới lượt mình thì em cũng đang là tưởng tượng, tại vì mình là con gái khoa văn mà, xài chiếc nhẫn ra, em làm vợ anh nha. Hết to nói trời ơi, bây giờ không lẽ nói gì vợ cái ủa bộ có vậy thôi hả? Dạ. Nhưng rồi mà bây giờ dạ. Em muốn chồng em thay đổi điều gì? Dạ thì em là người thích ra lãng mạn này, là thích có gì đó nó bất ngờ chút xíu. Với lại em, bản thân em thì khi đi ra ngoài khi chinh chiến thì mình kiểu như là
mình mạnh mẽ lắm mình, nhưng mà về với ảnh thì em là con mèo. Đúng rồi. Nên em muốn là ảnh cho em nhõng nhẽo chứ để con gái ra không thì giờ con gái chiếm chỗ ảnh thương gái không à. Đó thành ra là lòi ra thêm tật nữa là thương con hơn thương vợ đó, quan tâm con nhiều hơn quan tâm vợ. Tối em nhắn tin đi anh ơi hãy coi em là con gái anh con gái lớn hiểu không. Nhắn tin đó thật ra là anh nghĩ là Hiển hiểu là những gì mà vợ nói cũng như là những gì mà vợ mong muốn hả. Dạ thôi bây giờ tới Hiển đó. Cô ấy có những cái điều gì mà Hiển chưa hài lòng về vợ em thì em chỉ thấy có hai cái nổi bật nhất đó là những cái bị cảm xúc quá đó. Có một cái vấn đề gì đó thì rất là em thì em thấy con gái mà khóc là em rất là bực, tức là em không có thích nhìn cái cảnh đó. Mà vợ em thì lại hay khóc rồi hay kiểu mà rất là bướng á. Là cứ thích một cái mình thích là phải được, mặc dù em nói cái đó nó không đúng nhưng mà biết là không đúng á, nhưng mà cái lúc đó là vẫn phải theo ý cái đã. Đó thì có hai cái đó là em thấy vợ em mình cần thay đổi một chút. Có cái thứ ba nữa là về cái tật là quan tâm người khác nhiều quá. Nhiều khi là mình làm mình quan tâm người khác không phải là vì mục đích vụ lợi hay là vì cái gì, nhưng mà người khác họ nhìn vô có nhiều người họ không hiểu thì họ lại nói này nó có mục đích gì hay không ta. Có nhiều người họ lại có cảm giác đó thì em nghĩ chắc cũng nên tiết chế lại cái đó một chút. Cái này ở trong kêu bằng gì nè, cái danh từ người ta hay dùng là cái gì, bao đồng. Bao đồng. Hơi bị bao đồng đúng không? Cũng không hẳn là bao đồng mà kiểu như là quan tâm một cách thái quá khiến cho người ta suy nghĩ những cái vấn đề tiêu cực. Tuy nhiên bạn tốt tự nhiên độ trên đời này có những người tự nhiên tốt ơi là tốt với mình, tự nhiên cái mình nhận được cái điều đó cái mình lại suy nghĩ đó là hơi bao đồng. Khi mà đi đâu đó thấy một cái vật phẩm hay là một cái gì đó thấy hợp với người này nè thì bọn em có thể mua về tặng cho người đó, tại vì cái này nó hợp với anh, cái này nó hợp với chị, mà thật ra chẳng có cái mục đích hay là một cái gì vụ lợi gì trong đó chỉ hết, là mình thấy hợp với người đó và thấy cái này dùng cho người đó là tốt nhất thì mua tặng thôi. Bây giờ em mong muốn giờ em thay đổi điều gì, cái đó có cần thay đổi không? Em nghĩ là cũng nên tiết chế lại một chút về cái phần nhiệt tình đó. Thứ hai nữa về cái tính cách thì cũng bớt khóc lại, bớt nhõng nhẽo lại với lại bớt bướng lại thôi. Nhưng mà hồi nãy vợ có nói là mong chồng cho phép vợ được nhõng nhẽo, cho phép vợ được dịu dàng cho nhẹ nhàng. Tại vì em thật ra do em cũng hơi khô khan quá cho nên là tự nhận luôn đó. Dạ đúng. em biết cái tật xấu của em là em thực tế quá, nhiều khi em nghĩ tặng một cái món đồ đó em cũng thực tế nữa, nhiều khi em thấy em cũng thực tế quá. Một bên thì khô khan quá, một bên thì ướt át quá. Dạ. Mỗi bên bớt miếng, bên kia thêm miếng nữa. Dạ. Thì nó sẽ cái này gọi là bù qua bù lại là què á. Dạ. Thiệt, bù qua bù lại là què. Anh nghĩ là sẽ được. Cái chuyện em bao đồng á. Thực ra cái chữ bao đồng á, mình nghĩ mình nghe thì mình thấy là nó không có tích cực lắm. Nhưng mà thực chất ra đó, nếu mà hiểu kỹ vấn đề á thì cái tánh đó của vợ em không phải ai cũng có được đâu. Dạ. Thực sự là đó là một cái tư duy của cái người lãnh đạo, mà lãnh đạo có tâm. Cái đó là thực sự đó, chứ không phải là ai cũng có được cái tánh đó. Thành ra chỉ có điều là em sẽ chọn lựa cái đối tượng để em bao đồng, theo chị là như vậy. Bởi vì khi em bung cái sự quan tâm của em cho một đối tượng nào thì em phải hiểu rằng em sẽ lại được một cái hiệu quả, tức là cái người đó đủ tốt, đủ để em tin tưởng những điều đó, để lan tỏa cái điều đó cho cái con người đó, người ta lan tỏa tiếp. Còn nếu em chọn không đúng đối tượng thì người ta sẽ nói em là ôi làm ba cái chuyện rùi bu, hay là muốn lợi dụng tôi gì hay gì. Thì em chỉ cần chú ý cái đó thôi. Còn cái tánh đó em đừng bỏ. Ở cái xã hội này mà nhiều người có cái tánh như bạn này thì chắc chắn là nó sẽ tốt hơn rất nhiều như bây giờ. Đó, theo chị là như vậy. Chỉ có chọn lựa thôi. Đó, chính xác. Dạ đúng không? Dạ đúng rồi. Còn em á, làm ơn làm phước lãng mạn giùm tôi một chút đi. Đúng không? Tại vì sao có vợ nè mong muốn cái điều đó mà lại có con gái nữa. Thành ra là em phải nhớ sau này nếu con em mà nó gặp được một cái người chồng mà biết chăm sóc, biết lãng mạn với con mình sướng như vậy, đúng không? Vậy thì em cứ nghĩ cái cảm xúc của mẹ bé này là ba bé này khi mà thấy em lãng mạn với bạn này. Đúng không cưng? Dạ đúng rồi. Rồi.
Ê, xin cảm ơn các bạn. Thông qua chương trình thì em có mong muốn cho chồng em một chút xíu nữa về cái thay đổi đó. Em mong là anh sẽ luôn tự tin vào chính bản thân mình. Bởi vì em biết là cái sức của anh sẽ còn phát triển nhiều hơn nữa. Cứ tự tin mạnh dạn và đừng bao giờ đợi hoàn hảo thì mới làm. Cứ làm đi, hai đứa mình đồng hành với nhau thì chắc chắn em nghĩ là chuyện gì rồi mình cũng vượt qua hết.